hoặc lại hóa ra hình tượng như lai đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp viên mãn trang nghiêm, thành tựu 10 lực như lai, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trí nhất thiết trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng và vô lượng vô biên công đức thủ thắng bất khả tư nghỉ. Này thiện hiện để mê hoặc người khác, nên ở trước mặt mọi người, nhà huyễn thuật và các đệ tử của ông ấy hóa làm các việc viễn hóa như vậy. Sau khi thấy việc này, những nam nữ lớn nhỏ thiếu hiểu biết trong số ấy đều kinh ngạc khen kỳ lạ thay người này thật tài giỏi, có thể làm các việc hy hữu cho đến có thể tạo ra thân như lai, tướng tốt trang nghiêm, đầy đủ công đức làm cho mọi người thích thú tài năng vừa hiền bày của mình. Sau khi thấy việc này, những người có trí trong số ấy nghĩ. Thật là thần dị, người này làm sao có thể hiển bày việc này. Tuy trong ấy không có việc thật nào có thể nắm bắt được, nhưng nó làm cho người ngu mê lầm, thích thú tưởng là vật thật. Đối với vật không thật, chỉ có người trí thấu rõ các việc ấy đều là không, nên tuy có thấy nghe nhưng không chấp trước. Hết quyển thứ 472